Pipi đến trường phần 2. Ừ, nói đi Thomas, Pipi xen vào. Rồi cậu còn có thể bảo luôn cho tớ biết vì sao Lisa bị đau bụng và Axel còn đau nặng hơn nữa. Lỗi tại ai và chúng nó đã vặt trộm táo ở đâu? Cô giáo cố làm như không hề nghe thấy. Cô quay sang Annika. Bây giờ đến lượt em, Annika. Gustav cùng các bạn đi chơi xa. Khi đi, cậu bé có 1 đồng. Khi về còn 7 xu. Vậy cậu bé đã tiêu mất bao nhiêu? Ồ, hẳn nhiên rồi, Pipi nói. Và em cũng muốn biết tại sao nó lại tiêu hoang như thế. Nó có mua nước ngọt không? Và trước khi ra khỏi nhà, nó có chịu ngoáy tai cẩn thận không? Chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Chuyện bất ngờ là điều luôn xảy ra trong cuộc sống. Có những bất ngờ mang đến cho ta niềm vui, có những bất ngờ lại làm ta lúng túng. Pipi đến lớp và những diễn biến bất ngờ xảy ra đã làm các bạn trố mắt và cô giáo thì vất vả tìm cách xử lý. Ngày học đầu tiên của Pipi sẽ tiếp theo thế nào? Cô giáo có giúp lớp học lấy lại được trật tự thường ngày hay không? Ta cùng nhau nghe nhé! Cô giáo quyết định ngừng giờ toán. Cô nghĩ có thể môn tập đọc sẽ đem lại cho Pipi nhiều thú vị hơn. Cô giơ lên một bức tranh nhỏ rất đẹp, có vẻ một con cá. Ngay trước mũi con cá là chữ cờ. Bây giờ, Pipi, em sẽ được thấy một điều hết sức thú vị. Cô nói nhanh. Đây, em nhìn xem, một con cá nhé. Và chữ cái này trước con cá là chữ cờ. Ôi trời, em chả đời nào tin, Pipi nói. Cứ như em thấy thì trông nó chả khác gì một nửa quả trứng. Nhưng em thật sự muốn biết con cá thì có liên quan gì đến quả trứng vỡ ấy. Cô giáo bèn giơ bức tranh khác vẽ một con rắn và bảo Pipi rằng chữ cái trước con rắn là chữ R. Nhân thể nói chuyện rắn, Pipi nói. Tớ sẽ chẳng bao giờ quên được cái lần tớ đánh nhau với con rắn khổng lồ ở bên Ấn Độ. Một con rắn đến là kinh. Các cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu. Dài 14 mét nhé. Và dữ như ông vò vẽ. Ngày nào nó cũng nuốt chửng 5 người Ấn Độ và tráng miệng 2 đứa trẻ con. Một lần nó định dùng tớ để tráng miệng. Nó vờn quanh tớ xì xì. Nhưng đây đã từng là người đi biển nhé. Tớ nói thế và nện thẳng vào đầu nó một cái bùm. Thế là nó phun phi phi. Tớ tán thêm một cú nữa. Bùm. Và ái chà chà, nó ngoẻo. Thế đấy. À vâng, thì ra đấy là chữ cái R. Kỳ cục ghê. Pipi ngừng lại để lấy hơi. Và cô giáo lúc này đã hiểu Pipi là một đứa trẻ hiếu động và khó dạy. Bèn đề nghị cả lớp chuyển sang tập vẽ. Chắc chắn Pipi sẽ ngồi yên mà vẽ. Cô nghĩ thế. Cô lấy giấy và bút chì chia cho lũ trẻ. Các em có thể vẽ gì tùy thích, cô nói. Rồi ngồi sau bục giảng bắt đầu dở xem chồng vở tập viết. Lát sau cô ngẩng lên xem lũ học trò vẽ thế nào. Và kìa, cả đám trẻ con đang ngồi dương mắt nhìn Pipi nằm bò xuống dưới đất mà vẽ. Ô kìa, Pipi, cô giáo nóng nảy nói. Sao em không vẽ vào giấy? Giấy em đã vẽ kín từ đời nào rồi. Nhưng cái mẫu giấy thổ tả ấy không đủ cho toàn thân con ngựa của em, Pipi nói. Em đang vẽ dở 2 cẳng trước của nó đây. Nhưng khi nào em vẽ đến đuôi thì có lẽ phải bò ra tận ngoài hành lang mất. Cô giáo suy nghĩ một lát. Các em nghĩ sao? Ta cùng hát một bài ngắn nhé. Tất cả học trò đều trở về chỗ ngồi. Tất cả ngoài Pipi vẫn nằm bò dưới đất. Các cậu cứ việc hát trong khi tớ chợp mắt một chút. Nó nói, học nhiều thế thì đến người khỏe nhất cũng phải phát ốm. Đến lúc này cô giáo đã mất hết kiên nhẫn. Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi vì cô muốn nói chuyện riêng với Pipi. Khi chỉ còn cô giáo và Pipi trong lớp, nó vội đứng lên đi về phía bục giảng. Chị biết không? Nó nói.
Ý em muốn nói là chị biết không, thưa cô giáo, việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây cực kỳ vui. Nhưng em không tin em sẽ quan tâm đến việc tới trường nữa. Thôi, thì với em, có nghỉ kỳ nghỉ Giáng sinh hay không cũng đành. Chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo. Rồi nào cá, nào rắn, rồi những dĩ gì gì nữa, chóng hết cả mặt. Em mong rằng, thưa cô giáo, chị sẽ không vì thế mà buồn lòng. Nhưng cô giáo đáp rằng cô hết sức buồn, nhất là vì Pipi không chịu cố gắng cư xử cho có nền nếp. Và chẳng một cô bé nào lại ngỗ nghịch như Pipi lại được phép đến trường cả, dù có muốn đến đâu. Em đã cư xử không hay chăng? Pipi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Nhưng em đâu có biết, nó nói. Và trông nó mới buồn làm sao. Không ai có vẻ mặt buồn bằng Pipi một khi nó đã buồn. Nó đứng câm lặng giây lát, đoạn cất giọng run run. Chị phải thông cảm cho em mới được, thưa cô giáo. Khi người ta có một người mẹ là một thiên thần và một người ba là vua của người da đen, và khi bản thân người ta suốt đời lênh đênh trên biển, thì làm sao người ta biết được phải cư xử thế nào ở trường giữa một đống nào là táo nào là rắn. Cô giáo bèn nói rằng cô thông cảm, rằng cô đã hết giận Pipi, và rằng biết đâu Pipi sẽ lại có thể đến trường khi nó lớn lên chút nữa. Sạng ngời vì vui sướng, Pipi đáp. Em thấy chị cực kỳ tốt bụng, thưa cô giáo. Đây, em cho chị cái này. Và nó rút trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng xinh xắn, đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô không thể nhận một món quà quý giá như vậy. Nhưng Pipi đã bảo. Chị phải nhận, nếu không mai em sẽ lại đến và sẽ có một trận loạn trường lên cho mà xem. Đoạn nó phóng ra sân, nhảy phốc lên lưng ngựa. Tất cả bọn học trò xúng quanh Pipi để vuốt ve con ngựa và xem nó rút quân. Tớ khá khen cho các trường học ở bên Argentina, Pipi vừa nói vừa nhìn xuống lũ trẻ. Các cậu phải sang bên ấy mà học. Bên ấy, kỳ nghỉ lễ phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh có 3 ngày và hết nghỉ lễ phục sinh đúng 3 ngày là vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11 và sau đó tất nhiên là phải vất vả ra trò. Cho đến 11 tháng 11 lại bắt đầu nghỉ Giáng sinh. Nhưng phải cố mà chịu thôi. Gì thì gì, chứ bài tập là không có rồi. Ở Argentina, người ta nghiêm cấm không được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có một đứa trẻ Argentina nào đó lén chui vào tủ làm trộm bài tập. Nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy, hầu như không có môn toán ở trường. Và hễ đứa trẻ nào tỏ ra biết 7 cộng 5 bằng mấy và lại ngốc nghếch đi khoe điều ấy với cô giáo thì nó sẽ bị phạt đứng trong góc lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có vào chiều thứ 6, nhưng với điều kiện phải có sách, mà sách thì chúng chả bao giờ có. Lũ trẻ trông cực kỳ sửng sốt. Ơ, nhưng thế thì chúng làm gì ở trường? Một cậu bé hỏi. Chúng nó ăn kẹo. Pipi đáp như đinh đóng cột. Từ một nhà máy kẹo gần đó, một cái ống dài nối thẳng vào lớp học, suốt ngày kẹo tuôn ra. Bọn trẻ con chỉ phải lo ăn hết thôi cũng đã đủ bận. Ừ, nhưng cô giáo sẽ làm gì? Một cô bé hỏi. Bóc kẹo cho lũ trẻ, chứ gì? Pipi nói. Thế cậu tưởng chúng sẽ bóc kẹo lấy chắc còn lâu nhé. Ngay cả đi học, chúng còn chẳng tự đi lấy nữa là. Anh chúng sẽ đi thay. Pipi vẫy cái mũ to tướng của nó. Tạm biệt các bạn trẻ. Nó kêu lên thích thú. Giờ thì còn lâu các cậu mới lại trông thấy tớ. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Axel có bao nhiêu quả táo. Nếu không các cậu sẽ khốn khổ đấy. Ha ha ha. Pipi cười vang, phóng ngựa vọt qua cổng trường, khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên và lách cách vào các ô kiến cửa sổ trường học. Điều tuyệt vời trong giao tiếp giữa mọi người với nhau, cá nhân mẹ nghĩ đó là cách chúng ta thu xếp những bất hòa, sao cho căng thẳng được hóa giải và tình cảm giữa ta và mọi người vẫn tốt đẹp. Dù việc Pipi đến trường
diễn ra và kết thúc không như mong đợi, nhưng tình cảm tốt đẹp đã được tạo ra và giữ lại giữa Pipi và cô giáo. Một hành trình thú vị nữa của Pipi trong thị trấn nhỏ lại vừa trôi qua. Mẹ chúc tình yêu của mẹ một giấc ngủ ngon. Hôn con thật dài lên trán. Ta sẽ gặp lại Pipi trong giờ kể chuyện sau.